Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review một một vài cái chậu cây siêu mini. Mình trồng cũng đã được nửa tháng rồi các bạn. Mình đắp rêu nè. Đây là cái ly uống nước trà của người ta, mình khoan một lỗ. Mình trồng cái sung cái sọp vô đây nè. Mình uống bẻ mấy lắc mấy con được. Là cây xanh nha các bạn. Cây xanh này là mình lấy ở ở mấy cái vách tường mà sát với miếng đất á, nó lên rồi cái củ nó bự vậy nè. Mình cho nó vô 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 chậu. Nó có củ nha các bạn. Lên từ hột hết trơn nha các bạn ơi. Đây là sọp ôm đá nha, mình cho nó ôm cũng được tháng này. Đây là rêu, rêu mình đắp lên nó cũng đã sống và đã phát triển các bạn. Nó liền khối này nó. Cây này thì cây cần thân ôm đá.